những thách thức chờ đón tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Tuyển nữ Việt Nam phải đối mặt với thời tiết lạnh và các đối thủ mạnh như đương kim vô địch Mỹ, Á quân Hà Lan tại vòng chung kết World Cup 2023. Trưa nay, tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang New Zealand tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Thách thức đầu tiên đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung phải đối mặt là sự thay đổi về thời tiết. Trong khi Việt Nam đang trong mùa hè nắng nóng, New Zealand hiện là mùa đông, nhiệt độ thấp hơn hàng chục độ. Dù vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung không quá lo ngại về vấn đề thời tiết bởi đội tuyển Việt Nam sẽ có gần 2 tuần để làm quen và thích ứng với điều này. Nhà cầm quân người Hà Nội cho biết ban huấn luyện sẽ có những tính toán để giúp các cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất trước giải đấu. Như các bạn đã thấy, trước SEA Games, chúng tôi tập huấn tại Nhật với khí hậu lạnh, sau đó sang Campuchia rất nóng nhưng các cầu thích nghi rất nhanh. Sự thay đổi thời tiết nóng sang lạnh là một thử thách nhưng không chỉ với chúng tôi mà đội nào cũng vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói. Bên cạnh vấn đề thời tiết, tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh ở bảng E gồm đương kim vô địch Mỹ, Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha được đánh giá là đối thủ vừa tầm nhất để thầy trò ông Mai Đức Chung có thể giành điểm. Tại New Zealand, tuyển Việt Nam được bố trí ở khách sạn Ritz. Đây là khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, tọa lạc trên phố Victorston ở trung tâm Auckland. Địa điểm này khá gần với sân vận động quốc gia New Zealand, Eden Park, nơi thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ thi đấu trận ra quân World Cup 2023. Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với chủ nhà New Zealand ngày 10 tháng 7 và tuyển nữ Tây Ban Nha ngày 14 tháng 7 trước khi bước vào tranh tài tại World Cup 2023. Tại vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung lần lượt gặp Mỹ ngày 22 tháng 7, Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 và Hà Lan ngày 1 tháng 8. Theo thông báo từ FIFA, tất cả các trận đấu sẽ được áp dụng công nghệ VAR và sử dụng trái bóng Ohsen, tích hợp công nghệ bắt việc vị bán tự động. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.